Toyota RAV phiên bản nhập Mỹ, nâng cấp cặp bi hay là 5 gói cũng mô hình cao cấp như hiện nay và đi kèm với một vòng Angel. Bật đèn mi đi em. Đi kèm với nâng cấp cặp mí. Cặp mí được làm bằng tay do team Auto Baton thực hiện. Xin nhan đi em. Và khi xin nhan thì vòng Angel sẽ thì như thế này. Rất là đẹp. Các bạn có thấy rất là mượt. Di chuyển qua bên phải. Chúng ta sẽ thấy điều tương tự xảy ra. Rất là mượt, đúng không các bạn? Mình sẽ dùng focus cận cảnh ở đây. Càng tối thì càng càng đẹp. Mình sẽ đưa anh xuống, dùng xuống thấp nhất. Rồi, lên đèn đi em. Xin nhan ra, xin nhan cái. Ok. Rồi, lên đèn. Đây là ánh sáng. Là ánh sáng của đi hay là năm. Rồi, pha đem, đá pha đem. Đá pha đem. Rồi, đá đi em. Đá pha đi hầu. Ok. Phối hợp không ăn ý gì hết. Ok, rất là tuyệt vời. Mình sẽ test ánh sáng đối diện. Đá pha rất là nhanh. Và đây là máy canh laser. Đây là máy canh laser. Ok.